Với thành công liên tiếp suốt 6 năm qua, chương trình Hot Fitin năm 2012 đã bước qua năm thứ 7. Vẫn với tiêu chí tìm kiếm những gương mặt đại diện cho các bạn tuổi teen Việt Nam, hội tụ những khả năng ưu việt của thế hệ mới. Và chương trình đã nhận được nhiều sự ủng hộ và yêu thích của các bạn teen trên toàn quốc. Trong suốt 6 năm qua, chương trình đã mang lại cho các bạn những hoạt động trải nghiệm để khám phá bản thân, trải nghiệm để trưởng thành rất thú vị. Với năm 2006, các bạn Hot Fitin tham gia chương trình không chỉ được thử thách mình qua những phần thi, mà bên cạnh đó còn có những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho cuộc sống. Tiếp nối hàng năm, các bạn Hot Fitin có rất nhiều những hoạt động như là các chuyến thăm di tích văn hóa, lịch sử và những hoạt động từ thiện. Có thể nói, trải nghiệm mà các Hot Fitin mang đến cho tuổi teen luôn là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu mà báo VTM đặt ra cho chương trình. Hot Fitin còn là những chuyến đi đến những thành phố lớn trong cả nước như Hà Nội cổ kính và ngàn năm văn hiến. Nơi đây, các bạn Hot Fitin được đến thăm những địa danh văn hóa gắn liền với niềm tự hào của người Việt. Khi mà các bạn bước vào cửa thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái tháp bút của Nguyễn Siêu. Và trong này của chúng tôi còn có một cái cầu theo rất là dài và màu đỏ. Và đây là một xanh lam thắng cảnh rất tuyệt vời của Hà Nội. Hay với các bạn Hot Fitin Đà Nẵng đã được thả mình với bờ biển tuyệt đẹp và những niềm vui như nắng gió khỏe khoắn, tươi sáng và trong trẻo, đúng với độ tuổi của các bạn. Và cũng không thể quên ghé đến Cần Thơ, gạo trắng nước trong với những bạn Hot Fitin hiền lành trong sáng nhưng vẫn rất năng động, và những chuyến du hí đến những danh lam thắng cảnh chỉ có ở Cần Thơ. Về lại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố của những hiện đại năng động đa sắc màu, với những hoạt động trải nghiệm như đi làm từ thiện, vui trung thu cùng các em nhỏ. Các hoạt động dã ngoại nhằm mang đến cho các bạn Hot Fitin những trải nghiệm thật sự trong đời. Và tất nhiên, Hot Fitin còn là nơi để trải nghiệm cảm xúc. 6 năm qua, những tình bạn, tình anh em được thiết lập và nảy nở không chỉ là giữa các Hot Fitin với nhau, mà bên cạnh đó còn là mối liên hệ thân thiết giữa Hot Fitin và ban tổ chức chương trình. Có thể nói đó là một đại gia đình lớn. Qua mỗi cuộc gặp gỡ, mỗi chuyến đi, tình thân của Hot Fitin như được thắt chặt hơn, với những nụ cười rôm rã thâu đêm và cả những giọt nước mắt trong trẻo khi chia tay những người bạn nhỏ của mình. Cứ mỗi năm qua, chúng tôi lại có phần tặng cho tuổi teen những tình bạn khó phai nhòa, và đó chính là một trong những trải nghiệm thú vị nhất của chương trình. Và năm 2012 đã đến, những trải nghiệm hứa hẹn sẽ rất thú vị và đang chờ đợi những gương mặt phù hợp nhất xuất hiện. Với chủ đề của năm nay, trải nghiệm để trưởng thành, hy vọng sẽ là món quà ý nghĩa gửi tặng đến các bạn. Như biên tập viên MC Tung Leo, thành viên ban tổ chức đã chia sẻ rằng, tuổi trẻ chỉ có một lần, hãy trải nghiệm cùng Hot Fitin để trưởng thành đúng cách các bạn nhé. Thank you.